chả biết là tăng bao nhiêu nữa, tăng 5% rồi. Rồi họ tiến sang mảng thịt nhá, đúng không? Tức là cái mảng farm đấy, đúng không? Thịt và trang trại đúng không? Cái này chả biết là farm hay là food nữa, đúng không? Rồi mình đi tạm về farm nhỉ. Và đến đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là thu cái này là chỉ có 2.300 thôi. Và vấn đề đây là nó tăng 5,7 lần. Như vậy là Hoàng Sa đang tích cực, là rất tích cực làm cái này. Và lỗ nhá, 3 x 7 rồi khỏi số sàn rồi, đúng không? Và hình như đâu đó thì cái này tổng của Middle East, đúng không? ASEAN Middle East là 16.000 tỷ, đúng không? 10 rồi, đúng không? Và tăng 17%, 9. Và đây là đã có hợp nhất thêm, đúng không? Rồi, không có công ty bái Việt. Rồi, nhỏ thôi, đúng không? Chúng ta chưa có Hòa Phát nha. Ở đây chúng ta có chính Dabaco thôi, đúng không? Thôi rồi, chúng ta ghi luôn Dabaco, đã thế thì ghi Dabaco, đúng không? Mô hình 3F, đúng không? Báo ghi ở đây là 10.000, đúng không? Nói chung là chúng ta có ghi thì đầu óc nó mới vào đầu. Thông thường những người mà phải phải ghi, đúng không? Nhất là ghi ra sổ thì chắc là cái nhớ nhớ nó dễ, đúng không? 39%. Tại thế lại dòng nó mới là 1.400 tỷ, cái này thì ai biết rồi. Và cấp 4,6 lần. Đây là trong số những ông đột biến thì có vẻ như năm vừa rồi là Dabaco rất ok. Ok nhất luôn. CP tăng có đâu có này, tính ra là 2,2 lần rồi. Dabaco tăng 46 lần. Rồi, đúng không? Chúng ta có những cái thông số đầu tiên. Thế còn về mặt gọi là cơ cấu, đúng không? Hòa Phát ở đây bài báo không ghi nhận nhá. Chắc có khi không có thông tin. Rồi, ở đây thì feed, đúng không? Mảng gọi là thức ăn chăn nuôi đi, đúng không? Thức ăn chăn nuôi của Dabaco. Chả biết được bao nhiêu. Chúng ta thay số nhé. Có 3.000 nốt thôi, đúng không? Mà tất nhiên là so với Masan thì vẫn còn kém xa. Còn bên CP thì cực mạnh mảng mảng chăn nuôi, đúng không? Bộ đội rồi. Đây tăng 35%. Vậy là ok rồi. Mảng thứ hai là mảng về theo đồng chí đang ghi nhận đây là sản xuất con giống và chăn nuôi, đúng không? Và rồi. Ở đây đạt là 5.900, đúng không? Doanh thu thì cái này vẫn lớn nhất đây, 27%. Chúng ta chưa được biết cơ cấu lợi nhuận nó so với của Fit Farm, đúng không? Nếu mà đây là hai cái độc lập thì gần như cân, đúng không? Nhưng rất có thể là hai cái này sẽ sử dụng lẫn nhau, cho lúc mà hợp nhất số liệu có thể là sẽ bị giảm, đúng không? Theo ghi nhận này, đúng không? Lợi nhuận lãi
nhuận sau thuế của Fit Farm. Rồi đúng không? Chúng ta có một cái nhìn như vậy đúng không? Năm rồi rất thuận lợi. Giá thịt lợn tăng cực kỳ mạnh. Mặc dù mảng chăn nuôi à mảng thức ăn chăn nuôi thì bình thường. Mà công ty CP đúng không? Được coi là lớn nhất ngành này. Hai mảng thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi đều vượt trội so với Vicat đúng không? Lâm cô cũng chỉ làm công ty khá trong ngành thôi, chưa phải là top đầu. Nhưng mà năm vừa rồi thì cái doanh thu đúng không, và kể cả lợi nhuận là vọt lên rất mạnh. Doanh thu đây hôm nay tăng 17, và phát thì mình chưa được nhìn. Hôm nay tăng 25 đúng không, còn hôm nay tăng 39. Lợi nhuận thì tuyệt vời luôn rồi đúng không, 46 lần. Hôm nay mới tăng 2,2 thôi. Còn Dabaco thì như là Middly thì còn giảm đúng không, và phát thì chưa nhìn thấy. Sau đúng không? Rồi chúng ta như thế chúng ta quay lại với Dabaco nhá, đúng không? Như vậy chúng ta có thêm một cái thông tin ngành. Bài này mình thấy là rất hay đúng không? Đầy đủ thông tin và có một cái view của ngành. 8.000 like. Lại nha, 2023 đúng không? Thành lập của trung tâm nghiên cứu gà chín cựa Dabaco đúng không? Đúng rồi, đây. Chúng ta quay lại một chút về cái chuyện kia đúng không? Chắc cái vụ từ nãy kia có khi là mình cho sang sheet 2 vấn đề kia. Rồi, đúng không? Ra có đây thì là cô. Rồi, tốt quá. Năm 2013 nhá. Rồi họ thành lập cái trung tâm chín cửa này, cái gì là cô hết, trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển giống gia cầm, rồi trung tâm nghiên cứu ứng dụng như kia và phát triển giống gia cầm cũng Dabaco đúng không? Rồi. Nhà máy sản xuất con giống gia cầm, xí nghiệp gà đẻ siêu trứng, nhà máy đi sản xuất con gia cầm, xí nghiệp này là từ này mình có quyết là siêu chứng lần đầu nghe rồi đúng không, gọi là sau gọi là được đến buổi thứ hai đúng không, chúng ta thấy có thức ăn chăn nuôi, từ đầu tiên là thức ăn chăn nuôi này, gà giống này là mảng chắc là mảng liên quan đến farm rồi, chăn nuôi rồi, có cái chi nhánh xăng dầu đúng không? À, lại có thức ăn chăn nuôi này, giống hướng lạc này, khai trương trụ sở này, nhà máy xử lý nguyên liệu này, còn công ty nói gì, nhà máy chế biến thức ăn thủy sản này đấy, rồi thành lập một công ty chăn nuôi gia cầm, xí nghiệp giống này đúng không, cái này cũng là được coi là mảng farm đúng không, farm thì phải. Rồi đúng không? Thực phẩm này đúng không? Mảng này trong mảng cuối. Food, food, food. Rồi, ông có siêu thị nhá, chắc là từ từ tiêu hàng của mình rồi. Đúng rồi. Đủ hết đúng không?
Có trung tâm thương mại luôn. Hay là chả biết Lý đi hay là Lý Thái Tổ đúng không? Rồi. Một số doanh nghiệp chuyển ra chuyển dự án BT đúng không? Rồi nông nghiệp CNC. Đấy, như bên cơ khí. Sơn đúng rồi. Ủa, làm nghề đó. Rồi năm 14 nhá. Chỗ này ta thử nhá. Khánh thành siêu thị Dabaco Gia Bình. Đúng không? Bà cô Gia Bình đúng không? Rồi. Thực ra cái việc mà quản lý được cái chuỗi phân phối cũng là tốt. Ông đọc ở trong Bắc Ninh nữa đúng không? Gọi là quê quê. Khánh thành dây chuyền xử lý trứng tự động MOBA. Rồi. Được chưa? Được. Thực ra cái này nó rất là vụn vặt đúng không? Không ghi tao vậy thấy doanh nghiệp của tao ghi thì mình ghi 25 nhá. Con lập đi trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và viết bị viết ra thì vậy. Nasako Hà Nam rồi tên đấy hơi khác khác. Rồi công ty lợn giống gì đây đa vào cô Hà Nam. Về mặt mấy địa phương thì mình thấy có Bắc Ninh này đúng không, đến đây là bắt đầu có Hà Nam rồi. Còn mấy chi nhánh kia chắc là chỉ để kết nối với các đơn vị phân phối thôi. Đúng rồi. Giống Dabaco Hải Phòng. À, đây rồi rồi. Như vậy là cái chuyện mà họ vừa nhảy ra ngoài tỉnh là bắt đầu từ năm 15. Đúng không? Lập các công ty ở từng địa phương luôn. Phú Thọ. Đúng rồi. Và năm 15. Cái này 6 năm. À, trung tâm công nghệ sinh học là cô rồi kê rồi đấy đúng không? Đến 26 đúng không? Tôi sẽ thêm thử xem 26 như là rất dài đúng không? Ủa? Từ từ. Sao lại khách sạn là nhau nhỉ? Này, in gì? Indochina. Ồ. Oh. Đông Dương. Indochina. 5 sao. Ồ. Vâng, tranh thủ mua cái. Đúng không? Gợi ý luôn. Đúng không? Bắc Ninh. Ừ, trong thành phố Bắc Ninh. À, trạm xăng dầu cũng có, khách sạn có, siêu thị cũng có. Ô, chứ. Ở đây thì đâu nhỉ, dự án BT nữa đúng không, lại dính đất đai nữa cơ. Rồi ừ, hơi quái nhỉ, thì may mà trong Bắc Ninh dùng quan hệ với chính quyền địa phương ra như này là không hiệu quả. Rồi thôi tạm thế đã đúng không? Thành lập công ty lợn giống Dabaco Lương Tài đúng không? Rồi Lương Tài, Tài thì như trong Bắc Ninh thôi, một huyện. Rồi họ cũng rất tập trung vào cái ra ngoài tỉnh thì thấy cũng vẫn là ngành chính rồi đúng không? Là được cũng được, dù thực ra là mình không thích thú cái việc mà mở lung tung này. Khánh thành trung tâm thương mại Dabaco Từ Sơn ở trên siêu thị trung tâm thương mại
Gia Bình này như là cũng là một huyện. Đây có siêu thị Lạc Vệ, siêu thị Gia Bình. Đây là hai cái rồi. Đúng rồi, cũng có cảng cơ. Ừ, nóng nghỉ lắm. Rồi, đây chính là cái thứ ba rồi. Thế trong cái năm 17 này là đây là cái thứ ba rồi. Rồi đúng không? Thế mình 17 đấy. Thương mại và cùng Từ Sơn đúng không? Bây giờ chả biết là thành phố chưa đúng không? Cái này không gì là từ đúng không? Khả năng hình như là công viên Hồ Điều Hòa Bắc Ninh đúng không? Không ghi từ kiểu này chết. Khu xiên.